thưa tất cả quý khán thính giả, góc nhìn Hoàng Duy Hùng. Sáng sớm thứ hai ngày 14 tháng 10 năm 2024 từ thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay vợ chồng tôi và một vài người bạn sẽ đến Bình Thuận để mà chuẩn bị ở nơi đó. Ngày mai thứ ba 15 tháng 10 đúng 10 giờ sáng, chúng tôi có mặt ở trước tỉnh xá của Huệ Thuận. Hôm qua có một số người vào kênh tôi rồi bình luận tùm lum hết. Những người đó thì là những người ủng hộ Huệ Thuận, thì nói rằng ông Hùng đâu cần gì phải đến, tôi phải đến. Vì nếu tôi không đến, dầu Huệ Thuận đã chính thức tuyên bố hủy kèo, nhưng giờ đó Huệ Thuận mở cửa ra nói: ơi, tôi có mặt đây nè, mà không thấy ông Hoàng Duy Hùng, vậy là ông Hoàng Duy Hùng hèn nhát bỏ chạy, nên tôi phải có mặt đúng giờ. Huệ Thuận mở cửa ra là có mặt tôi. Và cũng hôm qua Huệ Thuận có làm một clip trả lời tôi, nói rằng cạo lông mày lông mi là truyền thống của Nam Tông, nhưng không trích dẫn, tiếng Anh họ gọi là authority, chỗ nào, ở đâu để nói rằng là Nam Tông chủ trương là cạo lông mày lông mi để tỏ rõ quyết tâm. Ai cũng biết Nam Tông là truyền thừa vào khoảng thế kỷ thứ 3, thứ 4. Người ta gọi đó là phái tiểu thừa, tức là cố gắng để cứu độ chính bản thân mình. Khác biệt với Bắc Tông là đại thừa. Thế trong Nam Tông chủ sướng lên một điều ai cũng biết, đó là hạnh đầu đà. Mà Huệ Thuận lại nói rằng là hạnh đầu đà là hồi xưa thời của Đức Ca Diếp thì được, thời này không ai tu như vậy nữa. Mà cũng không nói là ở đâu mà nói như vậy được. Thế bây giờ chủ trương nói rằng ôi, tại vì cạo lông mày lông mi là của truyền thống Nam Tông, không có quyền cạo lông mày lông mi. Tỏ rõ quyết tâm đó là quyền của ông, nhưng ông cho rằng đó là cái gì truyền thống của Phật giáo Nam Tông, tôi chưa thấy có chỗ nào hết. Không có thể nói ra. Có thể một số người nào đó biết kinh gì đó là của Phật giáo nói cho tôi biết là Nam Tông chủ trương là cạo lông mày lông mi để tỏ rõ quyết tâm. Từ thời Đức Phật hả? Nói cho rõ đi. Còn từ thời Đức Phật có 13 hạnh đầu đà thôi. Còn cái chuyện gọi là truyền bá cạo lông mày lông mi đó là cái chuyện tôi không cho rằng đó là của Phật giáo, mà đó là cái chuyện sàm sỡ đối với tôi. Tôi có quyền nhận định như vậy. Tỏ rõ quyết tâm là 13 hạnh đầu đà là cao nhất. Cái ba cái thứ mà đi cạo cái lông mày, lông mi, cạo cái lông này, lông kia, nó đi ngược lại với nhiều sự tin tưởng của nhiều người. Thí dụ như hồi xưa đó, ở bên Trung Quốc cũng vậy nữa. Người ta tin rằng là râu tóc lông mày, lông mi là của cha mẹ, của trời ban cho mình qua cha mẹ, không có cạo cái gì hết. Đó là niềm tin của người Trung Quốc đó. Cho nên họ mới để tóc dài nè, râu dài nè. Còn bây giờ đó, cái thời đại này mà Huệ Thuận, tiến sĩ Phật học từ Ấn Độ, chủ trương là cạo lông mày lông mi để mà cầu an hay nhất cái chính là trả lời ít nhất là hai câu hỏi tôi đã nêu ra mà sổ chấp luôn. Thế Huệ Thuận mới nói rằng là Hoàng Duy Hùng phản quốc, vì ở Việt Nam đây mà nếu có trà đàm thì phải là trà đàm bằng tiếng mẹ đẻ tiếng Việt. Hoàng Duy Hùng như vậy là phản quốc. Tôi đã nói sổ chấp mà cho Huệ Thuận trả lời tiếng Việt á, tôi vào trả lời tiếng Việt đi. Tiến sĩ Phật học ở bên Ấn chắc là làm luận án tiến sĩ bằng tiếng Việt à? Tha hồ chụp mũ là phản quốc, cứ tha hồ đi. Nhưng mà khán thính giả người ta biết. Thế bây giờ tôi sổ chấp rồi, tôi khỏi cần Huệ Thuận nói bằng tiếng Anh. Huệ Thuận cứ nói là tiêu đề luận án tiến sĩ nộp ở bên Ấn Độ đại học nào, tiêu đề đó nói đi, và cho cái gì đó ít nhất là cái outline đó, tức là cái sườn bài chút đi, nói bằng tiếng Việt luôn đi. Tôi muốn nghe cái chuyện đó, khán thính giả cũng muốn nghe tiến sĩ Phật học từ bên Ấn Độ nói bằng tiếng Việt đi, nó như thế nào đi. Huệ Thuận không có nói được. Huệ Thuận nói là chơi là tranh luận hay là trà đàm bằng tiếng Anh của Hoàng Duy Hùng là phản quốc, gớm chưa. Còn Huệ Thuận anh là vì lòng yêu nước gìn giữ tiếng Việt này nọ nên cho nên là phải là tiếng Việt. Tôi đồng ý cho tiếng Việt đó, lòng yêu nước của Huệ Thuận cao lắm, trả lời bằng tiếng Việt hai câu hỏi tôi nêu ra đi. Luận án tiến sĩ Phật học nộp ở bên Ấn Độ là gì, xin cho biết cái sàng bài đó đi. Và khác biệt giữa Niết Bàn, Ấn giáo và Phật giáo là gì, xin cho biết luôn, nói bằng tiếng Việt đi. Rồi ngày mai đó đúng 10 giờ sáng đón tôi đi, tôi vào. Huệ Thuận cứ việc trả đàm bằng tiếng Việt, tỏ lòng yêu nước đi, không sao cả, đối với tôi là như vậy đó. Tôi vào một người đó thôi, khỏi có Sài Gòn Vi Vu, được chưa? Theo như lời yêu cầu của Huệ Thuận, không có Sài Gòn Vi Vu, không có thầy giáo hộ, ok. Mà ra ngoài nói là chấp 50 Sài Gòn Vi Vu, chấp 50 thầy giáo hộ, vậy mà vô tới tận ổ. Một Hoàng Duy Hùng mà sợ tới xanh mặt như vậy à? Biện luận đủ kiểu đủ trò hết. Mà tôi đã nói tôi sổ chấp 2 câu rồi, còn 8 câu tôi vẫn để cho trả lời bằng tiếng Việt. Huệ Thuận yêu nước lắm.
lấy cái mát yêu nước ra để mà bao biện cho cái việc không trả lời được bằng tiếng Anh. Tiến sĩ Phật học ở bên Ấn là phải nói bằng tiếng Anh. It's a requirement nha. Nó là sự bắt buộc nha. Vậy mà không nói được là đủ hiểu rồi. Không dám trả lời thì đủ hiểu rồi. Nói là Hoàng Duy Hùng vô văn hóa, vậy thì Huệ Thuận văn hóa cao lắm, trả lời giùm đi. Nói là sẵn sàng tương tác, biến bạn, biến thù thành bạn ha. Miệng thì mạnh lắm, nhưng mà đến khi đụng trận thì ha, chưa gì bỏ chạy. Mà lấy cái cớ là tại vì nói tiếng Anh này nọ, đó là phản quốc. Lạ chứ. Vậy lấy bằng tiến sĩ Phật học ở bên Ấn Độ là bằng tiếng Việt hả? Vậy thì giỏi mà không nói, à không tiếng Việt thì cho nói bằng tiếng Ấn đi. Nói đi rồi xem sao. Đó là cái cách trả lời của Huệ Thuận đó. Nói bằng tiếng Ấn đi. Không nói tiếng Việt thì nói bằng tiếng Ấn. Còn ở bên đó, đó bên Ấn đó, thì bắt buộc là phải nộp luận án tiến sĩ bằng tiếng Anh. Nhưng bây giờ nói là không nói tiếng Anh, là yêu nước thì cho nói bằng tiếng Việt đó. Nói đi. Đã sổ chấp rồi hai câu đó. Trả lời đi, cho nói bằng tiếng Việt đi. Để người ta đánh giá sự thâm sâu Phật học của Huệ Thuận. Gấp trăm lần Hoàng Duy Hùng mà. Hoàng Duy Hùng là tín đồ Thiên Chúa giáo, làm sao biết về Phật giáo? Thì cứ nói đi. Chưa gì chụp cho tôi cái mũ là phản quốc. Tội đó tội nặng lắm. Còn cái tội gọi là đầu đường xó chợ, lang thang gì đó, ăn cắp vặt, nhiều người nói đó, thì người tôi nói lại, tôi đã nói là conditional sentence, tức là với cái điều kiện mà không dám trả lời cho tôi thì tự nhận thì nói rằng đó là vô văn hóa. Vậy thì Huệ Thuận kết luận liền, vì vô văn hóa như vậy không xứng đáng thấp cái tè thôi, tôi không có thèm thèm trà đàm, gớm chưa. Huệ Thuận cứ việc có quyền nói nhé, nhưng mà người xem họ biết ai là cái người có khả năng và ai nói thiệt và ai là cái thứ gọi là ma cô côn đồ đầu đường xó chợ, giả mặc cái áo Phật giáo để mà đánh phá vào việc những vị chân tu như sư Minh Tuệ và sư Minh Đạo. Ngày mai đó mời những cái tên như là tên sư gì đó Mất Đức Hạnh gì đó, hay cái tên Âm Đạo gì đó, cho luôn chấp hết á, chấp luôn sư phụ của Huệ Thuận là Thích Trung Quang ra ngồi luôn, để xem thử rằng là bẻ cổ Hoàng Duy Hùng về lý luận về Phật học như thế nào, hay là cũng chỉ là cái chiêu trò chụp mũ đó. Bây giờ đó là Hoàng Duy Hùng tới nè, không chỉ có một người là không phải Sài Gòn Vi Vu nè, không phải là thầy giáo hộ nè, và để cho Huệ Thuận tha hồ nói tiếng Việt nè, được chưa? Có gì để mà sợ nữa, vì Huệ Thuận là tiến sĩ Phật học từ bên Ấn Độ mà, và về vấn đề Phật học là thì thâm sâu hơn Hoàng Duy Hùng cả gấp trăm lần mà. Tôi mà không tới thì đừng có nói rằng là à này là nọ là Hoàng Duy Hùng bẻ kèo bỏ chạy. Tôi tới đúng giờ xem có nói như thế nào và có dám mở cửa cho tôi vào hay không. Còn không thì tự nhận mình là tên Trần Quốc Hiệp lái xe ôm đầu đường xó chợ vào trong chùa, núp bóng trong chùa nhờ gì đó, rồi là ăn cắp bị đuổi, đuổi khỏi chùa. Nói vậy đó, conditional sentence đó. Đủ can đảm mở cửa chùa ngày mai đi, 10 giờ sáng tôi vào. Không cần có Sài Gòn Vi Vu đi theo, không cần có thầy giáo hộ, tôi bảo làm gì mà lo lắng kêu rằng là phải thuê một đội ngũ bảo vệ rồi khám xét xe tôi đủ thứ hết, chó chắc rồi mà, tôi chắc rồi, thuê một người có là cái mặc áo xanh, không biết áo xanh đây là cái gì nữa, chắc luôn. Vậy mà dám nói rằng là chứ có bằng võ thuật cả 1,5 kg chắc 50 Sài Gòn Vi Vu chắc thầy giáo hộ tiến sĩ Phật học mà không dám nói cái câu luận án tiến sĩ của mình bằng tiếng Anh, mà bên Ấn Độ bắt buộc khi nộp luận án tiến sĩ là phải bằng tiếng Anh. Nói 2 phút để mà giảng bài đó cũng không dám nói. Mà tôi bây giờ sổ chấp luôn, khỏi thèm nói tiếng Anh đi, Huệ Thuận cứ việc nói tiếng Việt. Rồi nói là Hoàng Duy Hùng như thế là phản quốc, gớm à. Nhận định của ông như vậy là tôi là phản quốc à. Vậy là những cái buổi mà vê sát cái hội luận của ở Việt Nam á, Phật học á, người ta hội luận bằng tiếng Ấn, tiếng Anh rồi gì á, thì đó là phản quốc hết à, gớm chưa? Phế sách vừa rồi hội luận ở Việt Nam á, tiếng Ấn có, tiếng Phạn có, tiếng Anh có. Vậy những người đó là phản quốc à? Vậy khi ông đi qua bên Ấn học để lấy bằng Phật học, ông nộp cái bằng tiến sĩ, luận án tiến sĩ bằng tiếng Anh là cái gì? Hay là ông nói là tôi nộp bằng luận án tiến sĩ là tiếng Việt, ok? Thì ông cứ nói ra luôn đi, ông nộp luận án tiến sĩ bằng tiếng Việt là cái gì? Cái giảng bài đó cho người ta biết đi, cho bà con lé mắt trên mạng đi. Nhưng không làm được, bây giờ là chỉ lấp liếm. Cái gọi là cái lưu manh đó nó có rõ ràng không? Lưu manh hạ đẳng. Nhưng tôi nhất định là tôi tới là vì sao? Không phải là cái vì cái lưu manh hạ đẳng đó, mà tôi muốn nhắn cho một cái tin hiệu rất rõ ràng. Từ này về sau chừa cái tập đó nha.
không những một hệ thuận mà những cái thứ khác y hệt như vậy đó, để cho những người chân tu họ tu đàng hoàng, như sư Minh Tuệ, sư Minh Đạo ở Bà Rịa Vũng Tàu tu đàng hoàng, thì tôi rất là ngưỡng mộ. Và những lời của Đức Pháp Chủ Thích Trí Quảng ngài nói rất là chính xác. Và chính lời nói của Đức Pháp Chủ Thích Trí Quảng lại áp dụng cho Huệ Thuận là ma tăng, đã đúng như vậy. Nhưng mà Huệ Thuận đâu phải là tăng, Huệ Thuận chỉ là một con người cá nhân giả mặc áo nhà tu vô thôi. Nên một lần nữa tôi khẳng định, hôm nay chúng tôi đến với Bình Thuận rồi ngày mai có mặt đúng giờ, khỏi phải nói rằng là Hoàng Duy Hùng không dám tới. Tại vì tôi biết có những người cứ suối bạn đừng tới, thì tới giờ đó đó Huệ Thuận mở cổng ra đây, tôi mở cổng ra không thấy có Hoàng Duy Hùng. Hoàng Duy Hùng sợ quá bỏ chạy rồi, Hoàng Duy Hùng lật kèo. Tôi sao không hiểu được cái chiêu đó, nên ngày mai tôi có mặt đúng giờ. Và Huệ Thuận nói là vì Hoàng Duy Hùng nói tiếng Anh hay gì đó, bảo tôi nói tiếng Anh, tôi yêu nước lắm cho nên là cái nói tiếng Anh là phản quốc, thì tôi đồng ý cho nói tiếng Việt đó. Trả lời đi hai câu đó rồi ngày mai trả lời tiếp. Khán tác giả có đồng ý cho cái chuyện gọi là nói tiếng Anh là phản quốc không? Mình dùng cái danh từ là phản quốc. Hẹn gặp quý khán giả trong chương trình sau.